Cái gì em? Là anh giới thiệu cái gì em? Cái gì kỳ lân? Gà mật ong kỳ lân. Là con kỳ lân nó là mật ong hả em? Con kỳ lân là mật ong hả? Đó thì thương hiệu đó, có thương hiệu quay chưa? Quay thương hiệu chưa? Rồi. Quay luôn trời đất ơi. Cho uống mật ong miễn phí. Em muốn mua thì mua thì thôi. Ở đây mình đương vô cái khu mà dùng mật ong miễn phí như cả nhà. Rồi vô ngồi đi, mạng 6 người. Bạn sống người, bán người ngồi chứ đúng tròn bàn luôn. Dạ. Dạ cái nhà thích gì cái nhà mua. Mua đem về để dành mình uống. Để bán mua. Dạ, để đi vỏ đây. Cái nhà mình đây nha. Chúng mình chụp hình với ông là bắt ông thì chúng mình chụp. Rồi, ông nói người này nè. Dạ. Đây mình sẽ được mời uống mật chào ông miễn phí nha. Không biết mật ông ngon, thấy cái tay của em nó đẹp quá. Chừng nào có ai có mua thì đây. Mật ông tắt luôn nha cả nhà. Dạ cái này là phấn hoa, cái nhị bông hoa nhuyễn đó. Con nó đem hai chân sau về. Cái này mình uống mỗi ngày mát gan, giải độc gan, thanh lọc cơ thể cho mình. Nó trị mất ngủ nè, trị viêm loét dạ dày, ông này là chữa đường cho mình. Cái này á mày có chua muốn ngọt á thì nếu mà có chua quá cho miếng mật ong, ngọt quá cho miếng mật ong gia đình thì khẩu vị muốn ngồi hả? Uống bên xe ngủ không thấy quan trọng đi đâu. Em ơi mà nó cứ ngọt cứ chua hoài thì xin lên ông hoài được không em? Rồi mời cả nhà dùng nha. Rồi chị Tiết nếm miếng coi vừa không, xin mật ong đem cho chị Tiết. Chứ dừa. Ở đây là cùng lân nha cả nhà. Rồi. Ở nhà bây giờ mình sẽ di chuyển qua tham quan lò kiệu dừa. Chờ thưởng thức kiệu dừa nóng tại lò. Rồi mời cả nhà di chuyển giùm em. Di chuyển cả nhà, di chuyển. Cố lên. Dính tiền, đi tư ơi. Giờ bắt đầu mình đến tham quan, đây là cái mô hình mình giống tưởng tượng là cái cầu gạch miễu 2 nha cả nhà. Đó xong tiền đó. Rồi đi. Mình đứng ra tham quan cái lò sản xuất kẹo dừa nha. Mới là lò nó hỏi à. Ăn nó béo chứ nó ngọt vậy à. Đây quy định sản xuất kẹo dừa. Đầu tiên mình sẽ nạo cái dừa khô ra. Bóc vỏ ra. Mình nạo dừa. Nạo là cái tôm dừa. Đóng gói cho mình. Bỏ cái gói này.
Đây, em bé nước cốt mình chưa mình. Rồi, đây. Em bé nước cốt. Dạ, nước cốt tươi ạ. Còn bây giờ nước cốt mình sẽ nấu với mịch nha. Mình sẽ quậy vào tầm khoảng 40 phút. Dạ. Khi nào cái bọt nó sánh lại, cái ra bên nó khô. Đây, nó hoàn toàn hủ tơi hết rồi. Rồi, đây. Khi mà được nó sánh lại đó chú mình. Mình sẽ đem qua đây. Ê, cô chuẩn tay đó. Đây thành phẩm này mình sẽ luôn ép luôn khuôn. Mọi người có thể gỡ ra. Đây mình sẽ cắt keo dừa đây. Keo dừa. Cắt rồi sẽ đóng gói luôn. Rồi. Đây cắt keo dừa đây. Rồi. Đấy, mấy em gói keo dừa quá nhanh rồi cả nhà. Bây giờ mình đang di chuyển ở đầu mình sẽ trải nghiệm cái là mình sẽ đi bằng xuồng nha. Xuồng đang mình đi vô sông Gạch cho cảm giác cái miền quê nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ di chuyển bằng xuồng chèo đi đến Rạch Bà Ngoạn. Có tên là Rạch Bà Ngoạn, dài khoảng 2 cây số, đi khoảng tầm 10 15 phút. Mình sẽ tham quan các rạn nhiều nước thiên nhiên và cuộc sống của người dân ở đây. Bây giờ mình sẽ đi mỗi xuồng là 4 người. Nếu mà ai ốm ốm thì 5 người. Dạ. Còn ai bự bự con thì 4 người. Dạ. Cả nhà mình 12 người, 13 người đúng không ạ? Đi 3 xuồng. Có nón lá với kìa Tư ơi. Em ơi, xuống rồi. Xuồng mấy người? Dạ 4 người ạ. Rồi 4 người. Thêm 1 người, thêm 10 người. Anh xuống rồi. Thẩm có môi tính. Dạ. Dạ, không sao ạ. Vô dịnh, dịnh, dịnh tới, dịnh tới. Từ từ đi tới, đi chung đó. Đủ chưa? Đủ rồi, đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Rồi, 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 đúng rồi, 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 dịnh 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 tư tấm ơi. Trời ơi, dịnh bà ông bà ở chân còn nghe cái giọng nha. Đây mình giới thiệu với cả nhà mình đang di chuyển trên cái đặt này ở kia lớn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là vườn nhãn với vườn bưởi nha cả nhà. Cả nhà biết đây trái gì không? Trái gất nha cả nhà, cái chín nó màu vàng nha, là trái gất. Màu vàng đậm luôn. Đây trái gất. Đó cái nhà cái màu vàng vàng là nó màu trái gất đó cả nhà. Mình được ăn trái cây miễn phí nha cả nhà, chỉ nghe đàn ca tài tử nha. Rồi mời cả nhà dùng trái cây miễn phí đi. Ăn đi cả nhà ơi. Không ăn cũng trả tiền rồi. Không, ăn đi, mình nó tính tiền mình hết trơn rồi. Thăm quan các cồn nha cả nhà. Cái nhà cầu Gạch Miễu mình kìa, đó cầu Gạch Miễu mình đây. Giờ mình đưa ở dưới dòng sông nha cả nhà. Rồi. Má từ đâu? Má từ đâu? Rồi mình kiểm tra đúng người chưa cả nhà? Có quà đi sao kiểm tra bà già. Rồi. Rồi xong. Hai bên ngồi nhà ơi. Rồi mình chỉ đi hai bên đi rồi chưa. Mình lên đường nha cả nhà. Alo, mình chia đều ra hai bên mình rồi mình lấy bao mà không cái mà. Có phao nha, còn cho mình bản thân mình nè. Mình lấy cái rồi cái nhà biết sơn để di chuyển trên lộ sông Tiền thì qua Cù Lao thứ hai là Cù Lao Cồn hả? Để em giới thiệu sơ nét cho cả nhà biết. Bình thường. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên đoạn sông Tiền và một nhánh của sông Cửu Long. Sông Cửu Long thì có chiều dài là 240-245 km, chảy qua năm nước. Rồi chỉ thành hai nhánh là sông Tiền và sông Hậu. Sông Tiền thì có 6 cửa ra biển, sông Hậu có 3 cửa. Phía bên tay trái là phố Núi Hoa thuộc của Thủ Tiền Giang. Nó còn có hiệu là địa phận Bến Tre, Đông Lâm Ngư Phụ, Đông Lâm là của Tiền Giang, Ngư Phụ là Bến Tre.
bao nhiêu một bịch về em? Bịch nhiêu? Bịch giá 60 ngàn. 50 nữa không? À, không được, tại giá trong công ty đưa nha. Béo hơn á. Lấy bịch đi thở ơi, bịch đi em, bịch đi chia mọi người cái ăn đi. Bánh này là ăn không không? Đấy, ăn đi con. Nói nhà qua đây à. Đây là cái nhà là bộ còn bằng dừa không nha cái nhà? Còn dừa luôn. Đây ở nhà cái cửa thờ bằng dừa chưa? Không biết ăn. Ăn thoát à? Ăn mì bố thế à? Số ai số đơn nhớ người đó sẽ. Đây mít tứ nữ nha cả nhà. Mít tứ nữ lo. Con nó có giấy sẵn.
nhậu rồi. Đi qua cái này. Cái này nghe dấu giả hả em? Giả là giả, một cái hiệp là bên bảo tàng Bến Tre. Và ít lộ của ông Hai Đăng vừa tặng thập niên 70, cao 2m3, nặng 60kg. Mà cái này nó kích thước thật luôn hả? Kích thước bằng. Cái này là chiếc tượng trưng thôi, một cái hiệp là bên bảo tàng Bến Tre. Rồi, mở vô đây à. Giới thiệu của nhà, đây là ông Hai Đăng vừa. Một số hình cũng có Hai Đăng vừa. Ông Hai Đăng vừa tư thập là ông Nguyễn Thành Nam. Ông sinh năm 1909, bắt đầu 1990, họ 81 tuổi, quê ở Bến Tre luôn ạ. Ủa, ông còn nhỏ vậy? Là chết rồi, tâm cũng có 1990 mới đây sao? Dạ, 1909, mất bắt đầu 1990, cái năm mất. Dạ. Đúng rồi ạ, cha là chánh tổng Bến Tre, rất nổi tiếng Bến Tre. Năm 1928, ông được sáng tác du học 7 năm. Vì Việt Nam không có bằng tiến sĩ quá, anh không hoạt động với công ty sản phẩm dừa Bến Tre, rất nổi tiếng ạ. Tại vì mới ra nghề chưa có kinh nghiệm mới thất bại. Nên phải về quê vợ ở quận Công sinh sống. Sống được một thời gian ông mới buồn quá, ông mới lên chùa của An Lộc. Ở chỗ đó ông tu đạo. Ông chỉ ăn hoa quả trái cây, ông ngồi thiền ở ngoài trời mưa nắng thôi. Đến năm 1963 ông đã về Việt Nam. Ông xin một đất ở quận 1, bây giờ thì tại quận 1 bây giờ. Để ông xây dựng lên cái chùa Nam Quốc Phật ông tu. Ở chùa đây nghe. Dạ. Đến năm 1975 ông quyên góp tiền của người dân được 9 lần xé tiền, tương đương với là 50 triệu đồng hồi xưa rất là lớn, 50 triệu đồng hồi xưa rất là lớn. Dạ đúng rồi, là để ông tranh cử tổng thống với ông Ngô Đình Diệm, nhưng mà lại lần nữa được tranh cử thất bại. Dạ ông mới buồn bã, mới trở cái gì lại cùng phụng cái chùa đó, nó có Phật để thành lập ra hai đạo, đạo có nhất này nhá. Dạ đúng rồi, cái đạo có nhất chính là đạo nhất nam phụ nữ, nhất nam phụ nữ có nghĩa là một người chồng sống với chính người vợ. Dạ, sống khỏa thân trên thiền để ngồi tu đạo. Nếu mình dự được mà qua được cái ngưỡng quân thân, cái dục vọng quân thân thì mình sẽ tu hành Phật. Cái nhà hiểu không ạ? Dạ. Cái đạo thứ hai là đạo Phật đạo con, có nghĩa là vợ chồng sống với nhau nhưng mà không sinh ra con cái. Và theo ông, quan điểm của ông á, con người sinh ra ai cũng khổ hết, sinh ra là có tiếng khóc đầu đời. Dạ, nên ông muốn cho truyền bá cho mình biết là không sinh ra con cái là bất tạo nghiệp ra cho đạo khổ. Nhưng mà cái đạo của ông thì không được nhà nước công nhận, tại vì nó trái với thuần phong mỹ tục. Dạ đúng rồi ạ, nên là vì sau này là cái khu này nhà nước lấy hết luôn cho tôi. Dạ. Rồi, trước khi mất á, ông dặn cái tín đồ là sau này nếu mà ông chết đứng á thì chôn nằm, còn nếu dù chết nằm thì chôn đứng, cuối cùng là ông chết nằm được cái mộ được chôn đứng ở bên Tre. Dạ, chôn đứng ngồi lên luôn là bên cầu anh Ba Lai qua đây đi nè. Đúng rồi. Dạ, đây là khu lăng mộ, đây khu lăng mộ ở xã Phúc Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, là qua cầu Ba Lai. Còn đây là mộ không? Dạ. Còn đây là các công trình có xây dựng: cổng tam quan, ly hương vô đỉnh, kiến trúc đạo dừa. Ở đây một số hình ảnh của các tín đồ theo đạo, rất nhiều tín đồ nha, Phật giáo, đạo giáo, nho giáo, có cả Trung Quốc, qua không ngoài này, nước ngoài nè. Còn đây chính là hình ảnh ông ngồi với một cặp giao lớn nha. Đây ông mà tôi cặp giao lớn nè, là tín đồ ông tặng này, cao 2m3, nặng 60kg. Hồi trẻ ông rất là đẹp trai, ông cao 1m76, nặng 67kg. Tới lúc mà ông ăn dừa uống dừa để sống á, ông tu đạo, ông chỉ đặc biệt là ông ăn dừa, ăn cơm dừa uống nước dừa là còn có 1m4, nặng có 28kg thôi. Đồng ngoài vì nó rút cơ thể lại, nó co cơ thể lại là chỉ ăn dừa uống dừa thôi, nó rút lại. Đúng rồi. Dạ, mà hồi trẻ rất là đẹp trai, kể là cao to. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là cái ly hương cổ đỉnh nha, của ông đạo dừa. Cái ly hương này thì nó gồm là bằng những cái mảnh chén kiểu từ ngày xưa nha. Bây giờ thì mình nhìn lên thì mình nhìn rất là hiếm nha cả nhà. Đây cả nhà thấy không? Đó, những cái chén kiểu mà màu xanh ngày xưa dễ gì kiếm được nữa. Đó. Và ở dưới nè cả nhà thấy là bằng những cái lưu cái kiểu đó. Rồi cái phía chân ở dưới á làm bằng những cái lưu cái kiệu hồi xưa, là con làm con rùa là bằng những cái lưu cái kiệu hồi xưa nhá. Hồi phía trên này thì là bằng những bánh tráng sứng, tấm hình của ông Hai Đậu Dừa.
Nhắc lại một lần nữa là ông sinh năm 1901 và mất năm 1990 nha cả nhà. Đây là những cái lư hương cổ đỉnh làm bằng ghép bài bằng những mảnh sành sứ cái kiểu ngày xưa, bây giờ thì rất là hiếm nha, giờ không tìm đâu ra được. Rất bền nha cả nhà. Bao nhiêu năm cái lư hương cổ đỉnh này vẫn tồn tại với thời gian nha. Đây là một con rồng mà đực đây, đực đây. Cái sân này là đó ông cho xây để cho tôi tính đồ nghe giảng đạo. Đằng đực đây, đây rất nuôi. À, phân biệt giữa đực và cái là con cái đuôi chè xuống. Còn cái cái thì nuôi quấn lên. À, còn cái đuôi con cái thì quấn lên nha cả nhà. Đây. Ngoài nóng trong lạnh. Mình cũng tạm ngừng cái chuyến tham quan cồn Phụng tại đây nha cả nhà. Mình sẽ cùng đoàn trở về đất liền ở bờ Tiền Giang nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Tạm biệt cả nhà nha, mình trở về đất liền nha. Đây là đoàn hành hương của quán trai Quan Hỷ đang lên thuyền đang trở về đất liền nha cả nhà. Cuộc tham quan cồn Phụng đến đây tạm kết thúc. Chào cả nhà. Đi xe điện thì sẽ đi hai xe. Xe là 7 người, hai xe là 4 người. Thì công ty thì công ty sẽ cho mọi người có thể vừa luôn đi. À, công ty đặt cái là họ sẽ vừa luôn với mọi người. Dạ. À, con muốn hai mặt công ty là trong con gia đình mình trước là chúng mình qua đường tiếp và cả nhà mình có một chuyến đi thật là nhiều nhiệm cho công ty. Dạ. Con cũng chúc cả nhà mình có học tập sức khỏe, quán cơm hai ngày của mình làm khách, giúp đỡ với lại doanh nghiệp. Đi về tham quan cồn Phụng đến đây mình cũng tạm ngừng nha, cũng thay mặt đoàn ảnh hưởng quán cơm chay Quan Hỷ Sa Đéc 2000 cảm ơn anh Tấn nhiều. Một đội nhân viên trẻ nhiệt tình, rất là thông thạo với mọi công việc. Cảm ơn em nhiều, hẹn gặp em một ngày gần đây nha. Rồi cảm ơn Tấn nhiều bà con ơi.